Làm nghệ thuật, sáng tạo là làm cái gì? Con đường phát triển sự nghiệp của những công việc mang tính chất sáng tạo sẽ ra sao? Tất cả đã có trong Người trong môn nghề, ngành sáng tạo nghệ thuật có gì? Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là bài viết Tăng trưởng kinh tế theo kiểu Liên Xô của tác giả Linus Vatonis. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Quay lại quá khứ, khi nhận xét về sự phát triển kinh tế của Liên Xô, thế giới chia làm hai nửa. Một nửa lập luận kiểu Liên Xô ưu việt hơn so với các nền kinh tế tư bản chủ nghĩa trên thế giới, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, mang lại toàn dụng lao động, ổn định giá và thậm chí tạo ra những con người có động cơ vị tha. Một nửa còn lại nhận thấy được sự phát triển không bền vững của nền kinh tế Liên Xô. Sự phân bổ mọi nguồn lực cho công nghiệp giúp Liên Xô tăng trưởng nhanh chóng, nhưng chính quá trình công nghiệp hóa một cách thô bạo, cưỡng bức, thiếu bền vững và quan trọng là thiếu động lực làm việc đã làm cho nền kinh tế Liên Xô chững lại. Nhận thấy được những tiêu cực của nền kinh tế, năm 1987, Mikhail Gorbachev bắt đầu quá trình chuyển hóa, rời xa thể chế kinh tế chiếm đoạt như Stalin đã từng làm. Nhưng khi rời xa thể chế kinh tế chiếm đoạt, thì thể chế chính trị ở Liên Xô bắt đầu lung lay, quyền lực của đảng bị giảm xuống và kết quả là cả Liên bang Xô Viết tan rã. Lincoln Stephens, một cựu binh tình báo kiêm nhà báo được chính phủ Hoa Kỳ phái đến Moscow để tìm gặp Lenin để cố gắng tìm hiểu những ý định của Bolshevik sau cuộc nội chiến ở Nga diễn ra vào tháng 10 năm 1917 giữa Hồng quân Bolshevik và Bạch vệ. Sau khi từ Liên Xô trở về, Stephen đã sững sờ trước những kế hoạch và tiềm năng vĩ đại của đế chế Xô Viết. Ông kể lại trong cuốn tự truyện năm 1931, nước Nga Xô Viết là một chính phủ cách mạng với một hệ thống cách mạng. Kế hoạch của họ không phải là chấm dứt những cái xấu như là giàu nghèo, hối lộ, đặc quyền, bạo lực và chiến tranh bằng hành động trực tiếp, mà là tìm kiếm và loại trừ nguyên nhân gốc rễ của cái xấu. Họ đã thiết lập một nhà nước chuyên chính, được ủng hộ bởi một nhóm thiểu số được tạo ra để xây dựng và sắp xếp lại một cách khoa học các sức mạnh của kinh tế trong một vài thế hệ, mà trước tiên sẽ dẫn đến một nền dân chủ kinh tế rồi mới đến một nền dân chủ chính trị. Và nhận định nổi tiếng của Stephens về kinh tế Liên Xô hay là chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô theo đuổi lúc đó là: tôi đang đến tương lai và nó chạy tốt. Sự tăng trưởng kinh tế của Liên Xô cũng làm cho những nhà lãnh đạo Liên Xô tin tưởng rằng nền kinh tế Liên Xô đã vượt qua khỏi sự phát triển của các nước phương Tây. Chính vì thế, trong cuộc gặp mặt với các đại sứ phương Tây, Thủ tướng Nikita Khrushchev phát biểu rằng: với các nước tư bản, nó không tùy vào các ông hay sự tồn tại của chúng tôi. Bất kể các ông có thích hay không thì lịch sử vẫn đứng về phía chúng tôi. Chúng tôi sẽ chôn vùi các ông. Tác giả từng đoạt giải Nobel Paul Samuelson cũng đã dự đoán trong quyển sách khoa học hàng đầu rằng tương lai kinh tế của Liên Xô sẽ dẫn đầu và thống lĩnh thế giới. Trong ấn bản năm 1961, Samuelson dự đoán rằng thu nhập quốc gia của Liên Xô sẽ vượt qua Hoa Kỳ vào năm 1984 và gần như chắc chắn vào năm 1997. Tuy nhiên, đã có thay đổi ở ấn bản năm 1980. Samuelson vẫn tin vào dự đoán của mình, nhưng thời gian được lùi lại đến năm 2002 và chắc chắn năm 2012, Liên Xô sẽ vượt mặt được Hoa Kỳ. Cũng chính vì sự tăng trưởng đó đã làm cho nhiều thế hệ người phương Tây, chứ không phải chỉ Lincoln Stephens, Samuelson hay Nikita Khrushchev, vội vàng tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của Liên Xô, mặc dù tạo ra được sự tăng trưởng nhanh chóng. Ví dụ như trong khoảng thời gian từ năm 1928 đến năm 1960, mức thu nhập quốc gia tăng trưởng 6% trên năm, mức tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử lúc bấy giờ. Nhưng nó không thể duy trì được lâu. Đến năm 1970, tăng trưởng của Liên Xô gần như dừng lại và kéo theo là sự tan rã của Liên Xô như một kết quả tất yếu. Và nguyên nhân của sự chững lại này đến từ: 1. Liên Xô thực hiện chính sách hợp tác hóa nông nghiệp và công nghiệp. Điều này dễ dàng cho giới cầm quyền ở Liên Xô thâu tóm sản phẩm nông nghiệp và sử dụng nó để nuôi dưỡng những người đang vận hành, làm việc tại các công xưởng mới xây dựng nhằm thúc đẩy một cách tối đa cho ngành công nghiệp. Điều này dẫn tới việc hàng triệu người chết đói và hàng trăm nghìn người bị giết hoặc là bị đày đến Siberia trong thời kỳ đen tối này. Với việc phân bổ toàn bộ nguồn lực của đất nước cho nền công nghiệp và khai thác nó một cách tối đa đã giúp cho Liên Xô tăng trưởng, và đây chỉ là sự tăng trưởng kinh tế mà thế giới nhìn thấy ở Liên Xô, mặc dù việc quá trình khai thác công nghiệp của Liên Xô được tổ chức rất phi hiệu quả so với mức lẽ ra nó phải đạt được. Nguyên nhân thứ hai làm sự phát triển kinh tế của Liên Xô chững lại là tình trạng thiếu phát minh và không có sự đổi mới công nghệ.
Một trong những lĩnh vực mà nửa kia của thế giới có thể phản biện lại quan điểm này là sự phát triển của quân sự và công nghệ không gian. Lịch sử đã ghi nhận lại những thành tựu của Liên Xô như sự kiện đưa chú chó Laika và con người đầu tiên Yuri Gagarin vào vũ trụ. Liên Xô cũng đã để lại cho thế giới loạt súng AK-47 như là một trong những di sản tiêu biểu của đất nước. Tuy nhiên, những phát minh này không đem lại hiệu quả kinh tế, mà trái ngược lại, Liên Xô đã phải bỏ ra rất nhiều sức người sức của cho những phát minh nhằm khẳng định sức mạnh quân sự của mình với thế giới. Nguyên nhân của tình trạng thiếu phát minh nhằm đổi mới công nghệ ở Liên Xô là vì giá cả hàng hóa, dịch vụ hay những phát minh mới đều do nhà nước ấn định. Cũng dễ hiểu khi các phát minh được trả một cái giá rất thấp và hầu như không liên quan gì tới giá trị thực mà nhà phát minh tạo ra cho xã hội. Đến năm 1956, khi các quy định về mức thưởng cho các phát minh mới được thay đổi, tiền thưởng cho một phát minh mới sẽ tỷ lệ thuận với năng suất tạo ra sản phẩm của phát minh đó. Nhưng rào cản trong hệ thống đo lường giá cả hiện hữu ở Liên Xô một lần nữa không tạo ra động cơ khuyến khích. Thêm vào đó là việc đặt ra chỉ tiêu hàng năm cũng làm cho các nhà máy không dại gì mà mở rộng và tăng công suất sản xuất. Chính vì những người đứng đầu Liên Xô cũng nhận thấy sự chững lại và hiểu rằng thể chế kinh tế chiếm đoạt không mang lại sự phát triển bền vững. Nhưng đồng thời nó cũng không có mối đe dọa nào đủ lớn để có thể lật đổ chính quyền chuyên chế của họ. Khi chính Mikhail Gorbachev bắt đầu tiến hành quá trình chuyển đổi, rời xa các thể chế kinh tế chiếm đoạt để tiến gần hơn tới thể chế kinh tế dung hợp thì quyền lực của đảng bắt đầu lung lay. Sự đấu đá nội bộ, tình hình, thù trong giặc ngoài đã làm cho Liên Xô chính thức tan rã vào cuối năm 1991, khép lại con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa của người được xem như là anh cả. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!